Em xin chào mừng quý vị và các bác. Em xin kính chào các bác, các quý khách yêu âm thanh trên mọi miền tổ quốc thân yêu. Hôm qua là một ngày Noel. Và ngày hôm qua thì các bác thông cảm, thật thông cảm cho em là em đã hứa với các bác tối trước là ngày hôm qua em sẽ lên và chúc mừng Noel các bác. Thế nhưng mà nói thật với các bác là ngày hôm qua em không có một chút thời gian nào hết. Không có một chút thời gian nào rảnh rỗi, cho dù nó chỉ là một cái clip, một cái video nó không nhiều, chỉ là 15 phút thôi, em cũng không có thời gian các bác nhé. Thì các bác thật thông cảm cho em. Hôm nay em test một bộ sản phẩm và đồng thời cũng nên chúc các bác là cái lời chúc đón Noel, đón Giáng sinh. Một lời chúc hơi là nó hơi muộn màng một chút, thế nhưng mà dù sao đi chăng nữa các bác cũng thông cảm cho em, có còn hơn không. Em cũng chúc các bác là em xin chúc các bác ngày hôm qua có được một đêm Giáng sinh an lành, vui vẻ và luôn luôn mạnh khỏe các bác nhé. Thì các bác thật thông cảm cho em cái là ngày hôm qua đó, là ngày hôm trước thì hai ngày, là một ngày thứ bảy và một ngày chủ nhật, thì các bác chốt hàng của em rất là nhiều, nó dồn đến ngày hôm qua là ngày thứ hai, em phải đóng hàng từ sáng cho đến tối mịt mới xong được hàng các bác nhé. Và hôm qua nữa thì nhà em cũng lại rất đông khách, do là nhà em là một người công giáo, em là một người công giáo các bác nhỉ. Dạ đây ạ, đây là ban thờ của nhà em đấy. Em là một người đi theo đạo công giáo và hôm qua là ngày Noel, cho nên là em cũng rất là bận rộn các bác, rất là bận rộn, cho nên là em không có thời gian. Thì hôm nay em lên video em xin lỗi các bác là em chúc gửi lời chúc tới các bác đón Giáng sinh Noel có được một đêm Giáng sinh an lành, vui vẻ và luôn luôn là mạnh khỏe và thành công các bác nhá. Thì các bác thật thông cảm cho em cái. Thì là hôm nay là em có test một cái đôi loa. Đó là thứ nhất là một đôi loa BMB. BMB này là BMB của Nhật Bản, nhưng mà nhà máy BMB này đặt ở Trung Quốc các bác nhá. Thì các cái cổ từ và thông số ở đằng sau của nó thì nó đều là Made in China hết các bác nhá. Và những đôi loa này nó phải là Made in China các bác nhá. Đó. Và thưa các bác là tí đó, bây giờ em vào em giới thiệu cái thông số của đôi loa này luôn. Em nói cái nào em giới thiệu cái đó. Đây là một đôi loa BMB. Nó có sử dụng một cái loa bát 25 các bác nhá. Đó, màng giấy và gân của nó là gân vải các bác nhá. Và nó sử dụng tới hai cái loa lời và hai cái loa check. Những cái loa check và loa bát của nó đều là lâm châm kép hết các bác nhá. Lâm châm kép và lâm châm cổ rất to và khủng các bác nhá. Và em quay ra cái thông số ở đằng sau cho các bác chiêm ngưỡng. Đây, nó và cái thông số của nó thì các bác nhìn máy quay nó hơi tối một chút để em đọc nhá. Đây là một đôi loa có cái tên là BMB CFX 850C các bác nhá. BMB CFX 850C. Đôi loa này có sử dụng có cái trở kháng là 8 ohm và công suất của nó là 500W một thùng loa. Và các bác nhìn cái dòng chữ rõ ràng là Margin Chila. Đó. Và đây là cái biểu tượng xanh xanh này ở ngoài này, nó là cái biểu tượng riêng của hãng các bác nhé. Không ai dám dập và làm nhãi nó được. Đây là cái biểu tượng màu xanh logo của hãng riêng. Và nó có cả tem. Đây là hai cái tem. Một tem đồng và một tem của hãng riêng đi theo, để tem là một tem tem đồng này, một tem vàng các bác nhá. Tem riêng của hãng. Và ở đằng trước ở trong loa thì nó có tem chống hàng giả các bác nhá. Rồi. Đó, cái đôi loa này nó có một cái mức giá rất là yêu thương luôn các bác ạ. Rất là yêu thương luôn nhá. Các bác có thể mua một cái đôi loa này này, đôi loa BMB này, mấy lại đôi JBL này, với lại một cục đẩy như thế này, một bộ cục đẩy như thế này và phối ghép karaoke thì nó quá là tuyệt vời, nó quá là hay các bác. Đó. Và cái đôi loa BMB này nó có giá là 3 triệu đồng các bác nhá. Đôi loa BMB này này, em vừa giới thiệu này là 3 triệu đồng. Còn cái đôi JBL này còn nguyên hộp xốp này giá 5 triệu đồng, 5 triệu 500 ngàn đồng, giá không thay đổi các bác nhá. Thì là hôm nay em có giới thiệu với các bác một cái quả loa trầm. Đây. Đây là một quả loa trầm của hãng Delta. Nó có sử dụng một cái loa bát 25. Màng của nó là màng carbon, màng ướt các bác nhá.
màng carbon, nhưng màng này hãng này trang bị riêng cái màng ướt, nhìn các bác nhìn nó bóng luôn này, không phải là sơn người ta chà vào đâu các bác nhá, không phải là sơn xịt vào chà vào đâu, mà cái màng này gọi nó là màng carbon, màng ướt đó. Nhìn lúc nào cũng như kiểu là có nước ở đây, nhìn lúc nào cũng ướt bóng luôn, nhưng mà màng nó làm thêm như vậy các bác nhá. Có hai lỗ thông hơi ở đằng trước mặt chúng ta, và bây giờ em xin mời các bác và cái thứ quay đến thông số đằng sau, là nó sử dụng cái gân này của nó là gân cao su các bác nhá, gân cao su. Quả trầm này em xin nhấn mạnh với quý vị và các bác là có nó có tiếng vô cùng ấn tượng và hay. Quả trầm này rất là nặng, quả nó trầm này rất là nặng, đặc biệt nó có bốn cái chân đồng ở dưới kia thì em quên chưa kịp lấy cái chân đồng của nó ra rồi. Đấy, để tí em lấy cái chân đồng của nó ra để khoe với các bác nhá. Và em xin mời các bác đến với thông số đằng sau của nó. Đây là thông số này, Delta đây, tem vàng luôn các bác nhá. Tem này tem đồng, tem vàng luôn, tem đồng luôn nhá, tem đồng luôn. Delta đấy các bác nhìn nè, đấy Made in Canada. Đây là quả trầm đến từ Canada, Made in Canada luôn đấy. Quả súp này nó có hai đường điện, tức là 110 đến 240. Và dòng súp này thì các bác thường thấy là, xem mà em xem nó là bao nhiêu watt nhỉ? Con này nó là súp này của nó lên tới 230 watt, 230 watt, đủ để các bác biết rằng là một quả súp này nó ra có tiếng rất là hay, rất là lực. Đây là hai cái volume to nhỏ, thế mà các bác có thể cắt những giải lời thì các bác là chỉnh hai lỗ này các bác nhá. Không phải là hai lỗ này lúc nào nó đi song song với nhau. Các bác thích chỉnh nghe tiếng bass không hoặc tiếng lời thì các bác có thể chỉnh hai lỗ này mà thôi. Còn đây là cắt những cái giải tần, tức là xa và gần các bác nhá. Cắt những giải tầm thấp và giải tầm cao. Đấy, thì các bác có thể gạt hai cái lỗ này, gạt tùy theo các bác nghe ở tầm nào nó hay thì tùy các bác nhá. Và đây là công nút nguồn bật, và em đang để nguồn điện của nó là 220 để cho nó dễ cắm, dễ phổ thông hơn. Và em là như các bác thì em không biết, nhưng mà em riêng em nghe trầm thì em chỉ đấu vào đường này thôi các bác nhá, đấu vào đường dây này, đường vào âm ly đấy, ra loa đấy. Đấy, còn các bác có thể cắm vào đường này, đường AV, kéo cái dây hai cái dây AV từ tín hiệu từ âm ly đời cao. Đấy, còn đâu riêng các bác dùng âm đi Nhật thì các bác em khuyến cáo các bác là các bác cứ dùng dây này cho em đấu vào cầu chỉ loa đấy, cầu loa xong là dẫn ra đây các bác nhá, nó là hay nhất. Và em chuyên nghe như vậy, còn đâu thì nó có nhiều phương án để các bác nghe, các bác thẩm âm. Thế nhưng mà em đấu như thế như vậy là em cảm thấy nó không bằng lỗi thời và rất là hay. Đặc biệt là đây là cái bốn cái chân đồng của nó các bác này, bốn cái chân của cái loa này, của loa trầm này các bác nhá. Đây là do là em đẩy cái lần này nó mềm nên là em không dám nắp cái bốn cái chân này vào vì sợ nó bục lần, vì cái lần của em là lần xốp mà. Đấy, đây là bốn cái chân nhá. Cái khi bác các mua cục trầm này thì là bốn cái chân này sẽ đi theo rồi. Và bây giờ em xin đi vào báo giá cho cái quả loa trầm này cho các bác nhá. Quả loa trầm này nó có cái mức giá là 6.500.000 đồng. Quả trầm Delta Canada, Margin Canada có tiếng vô cùng ấn tượng và hay, em xin nhấn mạnh. Rất hay, nhỏ nhưng có võ công rất thâm hậu. Đôi loa BMB có giá 3 triệu đồng. Chiếc Vang Crown có một cái mức giá là 1 triệu 600 ngàn đồng. Và một chiếc đẩy Upade hàng bãi 3K4 các bác nha. Chiếc đẩy này là chiếc đẩy 32 sò có một cái mức giá là 4 triệu 500 ngàn đồng. Rồi, bây giờ em xin mời các bác cùng em đi vào thẩm âm cấu hình này. Mọi chi tiết xin các bác hãy liên hệ trực tiếp với em vào số máy 0966 603 183. Em xin cảm ơn. Bây giờ em xin mời các bác vào thẩm âm nha. Em vặn volume lên nhé.
Vâng, em xin cảm ơn các bác, quý vị và các quý khách đã theo dõi video clip của em. Còn bây giờ em xin cảm ơn quý vị và các bác rất là nhiều. Hẹn gặp lại quý vị và các bác trong chương trình test âm thanh giới thiệu hàng bãi. Ngày hôm nay em sẽ có nhiều video, có nhiều clip để test những đôi loa rất rẻ tiền và đến từ Mỹ các bác nha. Em xin cảm ơn.